Hôm nay là một ngày thời tiết Hà Nội khá là nắng nóng và mình cũng đang khá là ốm. Các em nghe giọng mình chắc em biết mình đang ốm. Thế thì hôm nay tâm sự mỏng tí đi. Anh em đến với cây đàn guitar như thế nào? Và anh em đến với cây đàn guitar được bao lâu rồi? Chắc là mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình trước nhé. Sau anh em cứ comment ở dưới, anh em chia sẻ với nhau. Thì đối với mình thì mình đã chơi guitar được tầm hơn 10 năm rồi. Cái duyên mình đến với guitar nó cũng khá là tình cờ thôi. Thì hồi đấy, hồi học cấp 3 ấy, mình vẫn đang chơi thể thao, chơi bóng rổ. Mình vẫn chưa có khái niệm hay là ý niệm gì về việc là mình sẽ học chơi một nhạc cụ gì đấy hay là học chơi đàn gì đấy. Rất tình cờ là một người bạn cùng lớp của mình, bạn ấy có một cây đàn nhưng mà bạn ấy tập không được. Thế thì cái đàn cũng rẻ thôi. Thì sau đó thì bạn ấy bảo, mình có bảo là ê, hay là mày tập không được thì mày đưa tao về tao tập cho, tao mượn cái. Và bạn mình rất là nice, bạn mình ok luôn, đưa ra mình tập. Mình vẫn nhớ đấy là một cây đàn classic nhưng mà lắp dây sắt, nó bấm cứng đơ và nó cong vút như thế này. Nhưng mà mình vẫn rất cố gắng, mình tập, mình kiểu xem video trên mạng rồi mình tập một ngày phải mấy tiếng ấy. Thì sau đó một thời gian thì mình đã coi như là mình đánh được một chút về đệm hát đi đấy. Và mình nghỉ một thời gian để mình ôn thi đại học, đó là mình bắt đầu là ôn thi đại học rồi đấy. Và sau khi thi đại học xong, mình đỗ đại học rồi, thì mình mới nguyện vọng với bố mẹ mình là ok, con đã đỗ đại học rồi và mong bố mẹ là mua cho con một cây đàn guitar mới. Một cây đàn guitar mới thì hồi đấy mình cũng đi mua một cây cũng rẻ thôi đấy, hồi sinh viên mà thì có tiền, bố mẹ cũng kiểu cũng hỗ trợ mua mình cây đàn mới. Thì và từ lúc mình vào trường đại học thì mình mới phát triển về cái việc chơi đàn của mình bằng việc tham gia câu lạc bộ đấy. Mình cũng nói thật là các bạn rất nên tham gia câu lạc bộ ở trường, bởi vì là đấy là một cái môi trường để mình phát triển rất là tốt. Và sau khi tham gia câu lạc bộ rồi thì mình mới học hỏi được từ rất nhiều người, cùng với việc tự mày mò bản thân nữa, thì sau đó mình mới dần dần phát triển lên. Và không hiểu sao thì cuối cùng thì nó lại thành một cái nghiệp của mình như thế này, là mình phải đi theo cây đàn, có lẽ là không biết là đến được bao lâu nhưng mà chắc là phải suốt cuộc đời mất. Ừ, thì nói chung là một câu chuyện cũng rất là thật của bản thân mình đấy. Thì mình cũng rất là mong muốn được nghe những cái câu chuyện về cái việc mà các bạn đến với cây đàn guitar như thế nào đấy, và bao lâu rồi đấy. Mình nói chung là mình cũng rất muốn tâm sự với mọi người, và sắp tới thì khả năng là mình sẽ mong muốn làm một series kiểu như dạng là postcard ấy. Thì mình sẽ mời về đây một số những cái nhân vật mà cũng gắn bó với cây đàn, gắn bó với âm nhạc. Có lẽ mình sẽ ngồi nói chuyện và chia sẻ với các khách mời về những cái câu chuyện của họ đấy. Thì anh em muốn mình mời những nhân vật nào về làm podcast cùng với mình thì anh em comment ở dưới nhá. Có thể là một anh em nghệ sĩ nào đấy, hoặc có thể là một anh em tiktoker nào đấy, nếu được mình sẽ mời về đây. Thank you tất cả mọi người.